do vậy tôi suốt đời tôn trọng thầy lúc gặp mặt thầy trong ngày đầu tiên thầy đã dạy tôi thấy thấu suốt buông xuống tôi mới biết người tu hành từ sơ phát tâm cho đến địa vị như lai tu gì thấy thấu suốt buông xuống buông xuống giúp cho thấy thấu suốt thấy thấu suốt lại giúp buông xuống hai phương pháp này giúp đỡ thành tựu lẫn nhau từ sơ phát tâm cho đến địa vị như lai Đẳng giác Bồ Tát nếu buông một phẩm tập khi sanh tướng vô minh cuối cùng xuống sẽ viên mãn vẫn là buông xuống. Chỉ có buông xuống mới có thể tiến lên cao. Chỉ có hiểu rõ mới thật sự chịu buông xuống. Do quý vị chẳng hiểu rõ nên không buông xuống được. Hãy hiểu rõ sẽ buông xuống. Hiện thời điều đáng quý là hiểu rõ Rành rẽ thế giới cực lạc Hiểu rành rẽ thế giới này So sánh giữa hai thế giới Bèn buông thế giới xa bà xuống Ta về thế giới cực lạc Điều này là trọng yếu Quý vị thật sự muốn buông vọng tưởng Điều này nói dễ làm chẳng dễ Thật sự khó Do nguyên nhân gì? nghiệp chướng tiền não tập khí quá nặng. Từ vô lượng kiếp đến nay đã tích lũy những thứ này. Đâu có dễ dàng nói buông xuống, liền buông xuống như vậy được. Này chúng ta buông thân tâm thế giới xuống, đó là phần chút ít. Rất nhỏ của tập khí phiền não. Chỉ cần chịu buông thứ ấy xuống, sẽ có thể giảng sanh do vậy đến thế giới cực lạc nhất định phải tin sâu chẳng nghi đức phật chẳng nói một lời hư giả nào này chúng ta chẳng thể nghe lời con người trong thế gian này lời giả quá nhiều nói lời gạt người nhiều quá phật bồ tát chẳng nói câu nào lừa người phải tin sâu chớ ngờ điều này Nhất định phải tin Đến thế giới cực lạc đều là A Duy Diệt Trí Bồ Tát Lời này chính là Pháp Khóa Tính Do vậy, kinh này được gọi là khóa tinh Pháp môn được giảng trong kinh này được gọi là pháp khóa tinh trong các thế giới phương khác, đâu có chuyện một phẩm kiến tư phiền não chưa đoạn. Đến thế giới cực lạc, bạn có thể hưởng thụ sự đãi ngộ như thất địa Bồ Tát. A-duy à, diệt trí là thất địa. Sự đãi ngộ như thất địa Bồ Tát. Do A-di-đà Phật ban cho. Chẳng phải do chính mình có, mà do A-di-đà Phật ban cho.